Nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Vụ Đồng Tâm kỳ 1, phiên tòa đặc biệt thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa tổ chức xét xử vụ án giết người chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày với 29 bị cáo đã đưa ra xét xử. Đây có lẽ vụ án có số lượng bị cáo trong một gia đình cũng là họ hàng lớn kỷ lục, với tội danh và khung hình phạt nặng nề nhất. Một phiên tòa được dư luận quốc tế quan tâm do tính chất chính trị của nó. Đại sứ Mỹ cũng xin phép dự phiên tòa sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020. Trên địa bàn Hà Nội đã diễn ra trận mưa lớn, bầu trời tối đen như mực. Nhân cơ hội này, các nhà dân chủ cuội tiên tri rỉ tai nhau rằng đây là do phiên tòa bất công nên ông trời cũng khóc, vân vân và vân vân. Nhưng họ đâu có biết ông trời tiếc thương cho những chiến sĩ phải hy sinh khi tuổi đời còn đang thanh xuân vì hành động tán tận lương tâm, vô nhân tính của những đối tượng trong cái gọi là tổ đồng thuận kia. Nói về phiên tòa, đây là phiên tòa được sự quan tâm của dư luận, người dân cả nước, cho nên các cơ quan báo chí đều đưa tin rất là chi tiết. Các tình tiết của vụ án được nêu rõ trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân và phần trình bày lời khai của các bị cáo và phần xét hỏi. Khi theo dõi đến phiên xét hỏi, các bị cáo đã trình bày chi tiết các hành động man rợ của mình và đồng bọn. Chúng ta không khỏi giận dữ với những cái con người đã vì tiền, vì lợi ích do Lê Đình Kình và một số thành viên của tổ đồng thuận nó vẽ ra để lôi kéo số này vào hành vi phạm tội. Và cũng không khỏi cảm cảnh khi những giọt nước mắt muộn màng của họ rơi xuống nhân tội, nói lời xin lỗi trước gia đình các chiến sĩ. Những con người đã mất nhân tính kia sau hơn 8 tháng trong cái phòng giam, họ đã nhận ra được cái gọi là lương tri của một con người. Vậy đây sẽ là cái căn cứ để hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nhưng bên cạnh đó cũng có những đối tượng quanh co chối tội, thể hiện thái độ ngoan cố chống đối như Bùi Thị Nối, không chấp hành yêu cầu của chủ tọa phiên tòa, liên tục có hành vi chửi bới chính quyền. Loan Trung Hiển, Dung Phượng, Đua Niên Diễn Phấn quanh co chối tội, thậm chí Bùi Biết Hiểu còn liên tục thay đổi lời khai trước tòa để gây khó khăn cho xét xử của phiên tòa. Và chúng sẽ phải chịu những cái bản án đích đáng của pháp luật. Tham gia vào bào chữa cho các bị cáo có 33 luật sư, trong đó có nhiều luật sư thường xuyên bào chữa cho các đối tượng phản động chống đối trước đây như Lê Văn Luân, Ngô Ngọc Trai, Ngô Anh Tuấn, Đặng Đình Mạnh, vân vân. Mà nên nhớ những đối tượng nêu tên ở đây đều liên quan đến cái tên luật sư dân chủ cuội Nguyễn Văn Đài. Các luật sư này được người ta biết đến với cái biệt danh như hội luật sư kịch khung, hội luật sư toàn thua này, hội luật sư cái gì cũng biết, trừ luật. Đấy, quả đúng với biệt danh được đặt. Thay vì tập trung vào bào chữa cho các bị can để giảm được nhẹ tội thì các luật sư này lại bày vẽ ra đủ loại đơn thư kiến nghị chỉ nhằm mục đích châm chọc hội đồng xét xử, và cái kết sẽ được như dự đoán là kịch khung. Để làm rõ, mời quý vị xem kỳ 2, các chiêu trò của hội luật sư toàn thua. Kỳ 2, chiêu trò của hội luật sư toàn thua. Trước phiên tòa, để giao trước cái việc cộng đồng dân luật lên án về nghiệp vụ yếu kém, các luật sư này ngày 3 tháng 9 năm 2020 đã soạn một văn bản có tên đơn kiến nghị trước ngày xét xử, và được luật sư Lê Văn Hòa cùng 4 luật sư gồm 1 luật sư Ngô Anh Tuấn, 2 luật sư Nguyễn Hà Luân, 3 luật sư Lê Văn Luân,
4 luật sư Bùi Hải Quảng ký tên đại diện cho 13 luật sư tham gia bào chữa tung lên mạng xã hội cùng với bản chụp. Đấy. Qua cái nội dung đơn này ấy, hầu hết đều là những cái tấn chứng vô căn cứ, không có chứng cứ chứng minh mà chỉ dựa vào lời khai của Bùi Viết Hiểu. Ông này tại phiên tòa đã 3 lần thay đổi lời khai phản cung để dẫn dắt sự việc về nguồn gốc đất Đồng Xanh và việc Lê Đình Kình bị tiêu diệt vân vân. Luận điệu không khác so với các luận điệu của các trang phản động đưa lên. Và tại sao ấy, hội luật sư toàn thua này lại sớm chẳng gửi, muộn cũng chẳng gửi mà lại gửi đơn dài vội vàng như vậy. Gửi một cái lá đơn rất là vội vàng vào ngày 3 tháng 9 năm 2020, tức là thứ năm, thứ bảy chủ nhật tòa nghỉ. Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020 là bắt đầu phiên tòa. Có lẽ văn bản này được soạn ra để nhằm phát tán cho giới dân chủ đọc và phát tán tạo dư luận hơn cho rằng đây là phiên tòa bất công, thiếu căn cứ và áp đặt hơn là việc mong muốn tòa xem xét giải quyết. Vì nếu để trả lời văn bản có lẽ các vị luật sư này chẳng còn gì để mà cái. Vậy theo cái đơn kiến nghị của luật sư toàn thua này này, có chuyện cơ quan điều tra ngăn cấm việc các luật sư không được tiếp xúc bị can trong cái quá trình điều tra vụ án hay không? Đấy là một câu hỏi. Nội dung cho rằng á, cơ quan điều tra chậm chế trong cái việc cấp thông báo cho bào chữa cho một số luật sư tham gia bào chữa cho các bị can được gia đình mời, bao gồm luật sư Ngô Anh Tuấn, luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Lê Văn Hòa v.v. không cho luật sư được tiếp xúc riêng với thân chủ trong trại giam, dù vụ án này không liên quan tới an ninh quốc gia hoặc là trường hợp đặc biệt theo cái quy định của pháp luật đó. Tuy nhiên, theo dõi cái vụ án này sẽ thấy sau ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến nay, ngày 10 tháng 1 năm 2020, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, v.v. gia đình của một số bị cáo trong vụ án này trước thời điểm 20 tháng 1 năm 2020 chưa có đơn mời luật sư tham gia bào chữa gửi đến cơ quan điều tra, mà chỉ đến 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 1 năm 2020 luật sư Ngô Anh Tuấn là luật sư đầu tiên trong 13 luật sư có đơn xin đăng ký bào chữa cho bị cáo Lê Đình Quang gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Nhưng do trước đó Lê Đình Quang không đồng ý việc mời luật sư nên điều tra viên Đào Quang Hưng đã hẹn luật sư Ngô Anh Tuấn đến trại tạm giam số 02 vào 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 1 năm 2020. Để làm gì? Để đối chất với Lê Đình Quang việc Quang có đơn từ chối luật sư, nhưng luật sư Ngô Anh Tuấn ấy bận không thể tham gia buổi làm việc này nên đã thống nhất với điều tra viên vào ngày 4 tháng 2 năm 2020. Và tại công văn số 49 PC01 D3 ngày 5 tháng 2 năm 2020 về thông báo người bào chữa thì luật sư Ngô Anh Tuấn đã đủ điều kiện bào chữa. Vậy là trong vòng 24 giờ luật sư Tuấn đã được phép bào chữa. Đấy. Đối với cái đám luật sư này nó rất là nhiều ý kiểu, bởi vì bọn chúng tham gia bào chữa rất là nhiều cái thành phần dân chủ cuội rồi. Ngay sau khi nhận được cái thông báo, luật sư Ngô Anh Tuấn lên mạng Facebook khoe khoang chiến tích của mình tại đây và tham gia trả lời phỏng vấn tờ báo phản động người Việt tại đây á, không cho luật sư được tiếp xúc với thân chủ trong trại giam, trại tạm giam. Các luật sư của hội luật sư toàn thua này này, câu trước vu cáo các cơ quan chức năng không cho tiếp xúc bị cáo trong trại giam, trại tạm giam ấy, nhưng phần nội dung phía dưới của lá đơn có đến 2 lần các luật sư đã nhắc tới việc tiếp xúc với Bùi Viết Hiểu trong trại tạm giam, chưa kể thì các đơn kiến nghị khiếu nại sau này đều có nhắc tới việc tiếp xúc bị can trong trại tạm giam. Trong đó miêu tả chi tiết việc Bùi Viết Hiểu trả lời luật sư về việc cơ quan chức năng tiêu diệt tên Lê Đình Kình và vết thương của Bùi Viết Hiểu
Vậy là việc tiếp xúc các bị can trong quá trình điều tra không hề bị ngăn cấm trong trại tạm giam. Căn cứ thứ hai, đó là việc các luật sư này tố cáo các cơ quan giam giữ tiến hành giám sát cuộc gặp. Như vậy là các luật sư có được gặp các bị cáo trong trại tạm giam hay không? Phàn nàn việc gặp gỡ, bị giám sát, ngăn chặn. Nói về việc giám sát, việc luật sư gặp các bị can, cơ quan điều tra giam giữ có quyền giám sát để kịp thời ngăn cản, ngăn chặn những cái hành vi mớm cung này, bày cho các đối tượng phản cung, ngăn cản quá trình điều tra làm sáng tỏ vụ án. Về cái việc này ấy, đã được quy định tại khoản 3, điều 10, chương 2 của thông tư số 01/2018, thông tư liên tịch Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 23 tháng 1 năm 2018 về việc quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan, giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện Kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Như vậy ấy, cơ quan điều tra và trại tạm giam không vi phạm các quy định về tố tụng như các luật sư này hay lưu loa một lần nữa hội đồng, hội luật sư toàn thua này này lại tiếp tục thể hiện sự bại não của mình trong một trong pháp luật. Trong cái thời gian diễn ra phiên tòa ngày 1, ngay khi kết thúc phiên tòa, số này ấy, đã soạn tát phán lên internet ngay một đơn khiếu nại có nội dung công kích cá nhân chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn với lý do các lực lượng đảm bảo an ninh ngăn cản số luật sư này tiếp xúc riêng với các bị cáo, mục đích để làm gì? Để số phản động tìm công kích cá nhân thân nhân ông Trương Việt Toàn để tạo áp lực. Vì sao chủ tọa phiên tòa lại có quyết định như vậy? Thứ nhất, vì các luật sư tham gia bào chữa đã có nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ tài liệu, mà hơn 8 tháng rồi nhé, và tiếp xúc với các bị cáo trong cả một quá trình, quá một cái thời gian dài như vậy. Trong cái thời gian này, các luật sư dường như không tìm được các chứng cứ nào khác để chứng minh sự vô tội hay căn cứ làm nhẹ cái tội cho thân chủ, mà chỉ dẫn dắt sự việc đi theo một cái hướng khác. Thứ hai, trong các biên bản ghi lời khai của Bùi Viết Hiểu là đối tượng đã khai luyên thuyên nhất và phản cung là nhiều nhất, rất là nhiều lần tên Bùi Viết Hiểu này. Đến khi phiên tòa xét xử, các bị cáo khác sau khi gặp riêng các luật sư đã tỏ thái độ chống đối quyết liệt, quanh co phản cung. Điều này cho thấy việc cho các bị cáo tiếp xúc với số luật sư này thì số này sẽ tiếp tục phản cung theo hướng mà các luật sư này đã vạch ra. Nó gây khó khăn cho việc tuyên án nên việc ngăn chặn là cần thiết. Đó. Ngày thứ hai, việc Lê Văn Luân và các luật sư toàn thua này này, sau ngày thứ hai lại tiếp tục tung ra bản đề nghị về chứng cứ với hai trang viết tay, trong đó có nêu cái nội dung vào chiều ngày 7 tháng 9 và sáng ngày 8 tháng 9 ấy, năm 2020, hội đồng xét xử đã cho trình chiếu một số chứng cứ là video liên quan đến nội dung vụ án. Tuy nhiên, hiện trong hồ sơ vụ án không có các chứng cứ này trong thống kê tài liệu vật chứng. Có lẽ phải mời anh luật sư Ngáo Cần Lê Văn Luân này xem lại cái nội dung của đơn kiến nghị trước ngày xét xử. Phần trong cái giai đoạn chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử ấy, đó là cái nội dung mà trước đó các luật sư này đã đề nghị tiếp xúc ấy. Chính các anh ấy có nêu chi tiết, mặc dù vậy trong hồ sơ vụ án có 202 USB lưu giữ một số clip hình ảnh vụ việc diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Thư ký tòa không cho luật sư copy dữ liệu này, cho nên cho đến nay ấy, chỉ còn 3 ngày nữa vụ án được đưa ra xét xử nhưng các luật sư vẫn chưa được copy để nghiên cứu, mặc dù đã nhiều lần đề nghị. Vậy là nội dung bản đề nghị này hoàn toàn là thiếu logic. Như vậy ấy, qua các phân tích trên, bạn đọc có thể thấy
các chiêu trò truyền thông của hội luật sư toàn thua này hoàn toàn là một trò lố bịch để bao biện cho sự yếu kém về chuyên môn cũng như nhiều khuyết điểm khuyết tật về đạo đức nghề nghiệp. Vì luật sư là bảo vệ chứng cứ, nhưng chính họ lại dùng đủ mọi thủ đoạn vu cáo đánh lận con đen con đỏ để dẫn dắt dư luận vào những âm mưu về danh vọng vì tiền của bản thân. Còn kỳ 3 này, âm mưu của các sư này là gì thì mời quý vị và các bạn xem ở trên kênh Giải Độc Chính Trị do một nữ giọng đọc rất hay, có cái bút danh là Người Đưa Tin, cái phần 3 nhé. Mời quý vị và các bạn theo dõi trên kênh Giải Độc Chính Trị.